Rồi chào bạn nha. Giờ tình hình hai cha con mình đang chuẩn bị đi kiếm cá cho bữa cơm chiều bạn ơi. Đây có chùm lúa nè. Nãy giờ đi dọn bến. Giác này nước gồng mà dọn trong sông nhỏ xong cửa nhà ổng nè. Sông này thì chủ yếu kiếm cá cơm thôi chứ cá ít. Giác này dọn cặm. Hồi nước lớn lên chiến đấu. Chơi là săn bắt đủ kiểu luôn. Vô dành ông lợi ban không gà bà hai quần ổng quá, bắt ông đi cắm câu chài mà bà hai đi theo xui. Lúc này không gài xong hết cu khuy mà mấy bữa nay nước gông cặm cặm lúa kiếm mà dinh rồi bậy chơi cu khuy hết rồi, giống như hết mùa nó, lúc này nước đục hết nó mùa nó vậy, phải có là dài dài thấy quậy ổ nhóc rồi. Chắc này dọn sạch bến trên sông bự chả cũng vậy, dọn sạch bến cái cầm chùm lúa vậy nè, cái đợi nước lớn lên là mày dinh lên ăn lúa chài lụm này chơi đại hên xui không biết cá mắm sao đây. Sông mà sáng cạp mới vô múc, mấy sông sáng cạp mới múc múc này hay có mày dinh vô. Họ cầm chùm lúa vậy là xong phim chặt chặt bằng. Dọn trước để mà không dọn cái chài dướng gốc này chui ra. Bến này cũng mấy bến quyền thoại của ổng à. Không gà lâu lắm không có chài, không biết sao đây. Trong ổng này, ổng thì có đệ tử là bô ly mà. Mà mình có con lu. Ổng có bô ly. Bô ly nhớ lưu mày, chở lưu cho mày chơi nha. Nằm xuống đó đi, nằm xuống. Bù ly bạn, nó thù lù như con heo vậy. Nó dám nặng ký hơn lưu lắm, lưu phải 35 kg, con này chắc có cỡ hơn ạ. Như con heo, chắc thịt luôn á. Con lúa không? Cho chùm lúa kìa. Khó chơi à. Dọn nguyên cây này đuối đuối luôn. Nhánh nhỏ mà. Bến này thấy gì chứ em à. Chỗ này ngay cái búng đã biết đâu trúng mánh. Ngay cái gần gần cái đập nữa. Chứ mấy cây bắt từ đây ra cái wow đó là chơi được rồi. Chặt nhánh xài bỏ. Chơi lớn luôn. Rồi vậy bạn không bắt được con cá đâu, phải dễ đâu. Đủ chiêu trò hết. Tìm mọi cách nè. Cỡ nào cũng phải tìm mọi cách để dụ nó lại bắt nó. Chỗ đó đứng giải lý tưởng luôn á, lạng hoạng là bay xong như chơi luôn. Lộn xong chặt cái nhánh bự với cái đó nữa được rồi. Có bạn nào thấy gì trên tàu dừa không? Đó, đen phóng bự bự gần tí, hơi mờ xa quá. Đó, nguyên con ma cà cộng nằm trên cái dừa các bạn ơi, ghê chưa? Đó, ghê chưa, nằm cục đó. Hồi nhỏ nhỏ hay bị dụ mấy con kêu mấy con đó là ma cà rồng, mà ma cà rồng hút máu ngự dơi đó, tại câu phim ba câu phim ma cà rồng đó là mới dơi đó hút máu ngự nên kêu ma cà rồng luôn. Con nó dơi sen mà con nó bự á, bự hơn cùm tay nữa, cỡ đó mà được chừng chục con ha, nấu nồi cháo ha ngọt ngay luôn, đã lắm. Cái vị thịt dơi ăn ngon lắm mà. Mà giờ không có đâu ăn. Lúc trước nhỏ nhỏ đi cặp mấy bà lá đó bắn nặng hung á. Giờ dữ lắm dơi luôn. Giờ lâu lâu mới gặp được con nữa chứ đâu nhiều như đó. Đó đậu bụi lá khi nó cúp tàu lá xuống nằm bày cái chục con. Mấy nặng hung bắn cái bọc lên hên hên thì gớt được con. Xui xui thì không dính không trúng con nào. Mà dơi nhiều lắm.
nhờ tao bắt tăng thịt giết hết. Dọn dọn nãy giờ cũng gần xong bến nữa không. Chỗ này lăng quạng là trúng lớn luôn, không trúng lớn lỗ nặng luôn. Xuống dỗng đi bồ ly, nhảy xuống cái lúng lội được mới sợ à. Đi lên dốc mà đi còn không nổi. Rồi xong khuyên bốn bến nè bạn ơi. Dọn nay giờ chứ bốn bến nè. Đó chùm lúa gì đó, đó con gà xuống ăn là sạch bon luôn. Đó chùm lúa bạn, giờ chờ đợi hồi nước lên bắt đầu đi chài cá thôi. Chài cá kiếm cá bữa cơm chiều về luôn. Về mày để lên đi chứ, đi chờ đợi thôi, biết đâu được trúng mánh là sao. Mưa tới luôn bạn ơi. Rồi giác này nước cũng lớn bạn, chiến đấu rồi. Nãy giờ mưa quá mưa luôn rồi. Mưa tới mưa luôn. Giác này mới bốn mấy mà tới hù. Giờ này chơi đại bạn ơi, chứ chưa đầy. Chơi đại hình xui. Chạy nhẹ cái đi còn đi làm chuyện lớn khác nữa. Hình xui biết đâu được, vừa mới lớn là mày vinh vô rồi gặp lúa lại sắp vô chơi liền rồi. Hên xui. Nước đục ngừ luôn. Ồ, còn quay luôn ha. Mùa này phụ sa về bạn, nước về, nước đổ về nên xong nước đục ngừ. Thấy có nhảy nhảy nè, bến này có là mấy bên kia thấy khoái khoái đó. Bến ma hai bến dưới là ngon. Bến dưa ngon lắm đó chứ. Còn bến này có thôi mà. Đông coi. Có là êm đó. Nhảy lên cái đuôi cái coi. Gồ nguyên nhánh trà gồ. Nguyên cá sấu rồi. Ê ê hai con. Hai ba con về lặng. Cô Ly cô Ly. Được được. Cá bự luôn á. Dảnh. Êm êm. Ê gồ gồ. Múc nước. Ngon ngon. Có cá là khoái. Êm lắm rồi. Này hồi nước đầy là có xiên luôn á. Ù hai dảnh bự luôn á. Cỡ một. Im. Im. Có cá là khoái. À. Con bến tới động rồi. Cái bụng trong bốc ăn mồi. Mấy cá này bạn thấy cái mỏ nó mềm mềm vậy đó. À cái mỏ thấy gân không dụm không ha. Là... nó lột lúa nhanh hơn bạn, cầm ta lột luôn. Lúc trước mình có nuôi con trong cái hồ rồi, cái mày dinh cái rảnh vậy kìa, thấy hột lúa xuống tắp cái bọc là phun cái vỏ cái xèo ra, nó ăn lúa là ăn hột gạo các bạn, nó kinh lột chứ không phải nó ăn nút trọng. Rồi đâu 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 nè đu trốn mày. Ngon rồi. Trời ơi cái được ngàn đô với hai cái rảnh này thấy phê rồi. Ngàn đô này đem bán mua bia về chiên hai cái rảnh hay cho con là phê rồi đó. coi lý thấy sung sung rồi đó nha. Chơi luôn bến tới này động mà vỏ mới ghé mà chơi luôn biết đâu được, nhưng khi nó quen rồi ghé với nó quen. Dạng mà lúc này chắc hết phi rồi. Lúc này kiếm mày dinh cái rảnh rồi bị bạ nó. Hết mùa cái cô Phi. Biết đâu được nào con ký phá thể lực luôn nè. Thường thường bạn để ý mấy cái sông mà sáng cạp mới vô gì nè. Cá nó hay vô nó mà dinh á. Nó vô kiếm đồ ăn. Làm cái đùng cho hết hồn nè. Hai bên dưới mới ngon, hai bên cuối với mày dinh mới ngon. Bên cuối với lúc trước chài mày dinh nhiều. Này là hên xui nè, chài này là thấy là không có tương lai. Thiệt. Ê có kìa, có nghe. Có cá, có cá. Có con cá nằm trên đó.
nằm chỗ trên cái đó 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 đó, đó. Cái con khuy con. có cá chú quy. Mới nhắc cu phi nè, được cu phi nè, về chè chứ mấy cu phi cỡ này bạn kho ăn một cái đi, ngon hơn cái linh non nữa. Nó nói vậy chứ nó thả mương cho nó bự rồi. Vô mánh bốn con mà đều ba thứ luôn, bốn con ba thứ cá nổi vậy nữa, cười không hên hơn hai sao. Thôi hai xui này, cộng đồng mạng đều coi đồng ý là chị hai xui. Bơi vậy, bơi ghe bốn người, bơi ghe đi giải mười chài được bốn con. Năm ngư không mà bà hai công nhận bà xui thiệt, bà đi đâu không có hên. Năm người chứ phải bốn đâu, năm người còn có bốn cá, nó về không đủ chia. Tiền không đủ chia, tiền chọc quê luôn, không có nào rủ bà đi câu thử bữa coi biết sôi hên à, biết đâu mà hợp đi câu rồi sao. Bến này nè, bến này mày dinh mới ngon nè, vỏ mới chạy vô nước cạn, vỏ chạy mà cũng hên xui. Đó, chạy đi, này nước chừng 5 tấc, mé trong không tới 5 tấc nữa, ngon. Nhảy đùng đùng đâm bực bực rồi cái chạy vòng 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 thấy nó bỗng lỏng đó. Thứ nước cạn là trống trống nó chạy thứ nào chưa nổi luôn, vòng 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 luôn. Con chó bên sông nó kêu tép bạc các bạn nghe không, dở gì bên chiến đấu mà chết luôn rồi. Chạy giọt có con nào trốn không, không rồi. Còn bến nữa, còn bến mới, bến mới, bến đó giờ chưa chạy luôn, mới bữa nay à. Rồi dán hả, làm hồ nuôi mấy ngàn đô này đã. Mua kiến ục quá trời kìa, ục 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 cái rảnh nó ục quá gõ gàng luôn. Con muốn mấy ly. Mấy ly thì con mua mấy ly bao nhiêu thước vuông chứ gì đó gọi gì rồi. Bến này im lắm bạn, chỗ này phải thời cái một bầy nè, có bắt cái cậu luôn được, đứng vừa luôn mấy bộ à. Ôi ôi nhảy quá vậy, văng cái gì á. Chỗ này là kéo lý tưởng luôn nè, nó có cầu ngon lành không, chỗ này cạn bầu tâm sự cũng được nữa nè. Thôi tối kẹt kẹt cạn bầu tâm sự luôn. Chỗ này nước sâu ngay búng nữa. Ê nhem chút nhảy xong gì đâu mà nhảy đùng 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 ha, đã vinh nó phóng dữ. Em gu vậy ta, em gu biết đâu được kéo lên chụp cái rãnh nằm dưới, hình như có hay gì đó hay giật giật á, rồi luôn. Không có con luôn hả? Không có con luôn. Vậy là vỏ nó mới chạy vô động luôn. Vỏ chạy nó giật, sống nó giật. Cạn quá. Nó chạy cái đó là cái chân dịch đạp tới sình luôn. Ừ. Rồi. Chất quớt. Tính ra bốn chạy cũng được bốn con các bạn ơi. Trung bình chạy con cũng như mỗi chạy mỗi có cá nha.
Rồi chờ đợi dạo sau thôi, đợi hồi nước đầy đầy lên coi sao. Bốn con này hồi thả hầm nuôi luôn. Rồi tiếp tục bạn ơi, chạy hiệp 2. Trời chiều vừa mưa xong mà mặt trời xuống đã. Nước này êm hơn nước nãy nè, nãy đậm quá. Qua bển cũng nói chuyện chơi hồi. Nước này êm nè. Để giải đi xong về lấy mồi sau. Trong đây có hàng bông huyền thoại. Hàng bông huyền thoại đường đi xuống điểm câu lương huyền thoại luôn nè. Cái hố. Coi mơ chơi tình hình câu lòi câu lương ạ. À. Nhậu hai ơi. Nãy được mấy con à, mấy rủ nhậu nè. Có mồi rồi nè. Nhiều đó, bốn người nhậu phê rồi. Cái này ngon bến quyên thổi. Giờ cũng không có con phi, cũng có mà Vinh. Mà Vinh cái rảnh. Cái này lên trắng cái coi. Gì đâu mà nhảy lên chóp đầu phái à. Một con cũng được đó. Con cũng được đó. Hãy chắc cuốn con cá là được rồi. Có mày Vinh nó chạy với cái rảnh này nó. Có à. Có. Đã là vô anh. Vô. Cô Lý. Con đâm này. Đâm hả? Giữ rồi. Hồi hộp. Ê cái gì vậy? Chép. Ôi. Ê, hai ba cái chép luôn. Cái nhỏ lọt cái gì? Kệ đi, nhỏ cho lọt đi. Không, ta nuôi mà. Cái cá chép còn rảnh. Ô hai chép luôn. Hai cá chép. Chép. Ngon vô ăn cái bụng ngon nội vô. Ngon, còn kiểu này hồi hãy mồi là trúng nữa. Chép ra nuôi chứ. Còn nhà bốn cái ba cái chép còn rảnh đó. Rớt con rồi. Rớt hình con nhỏ lọt. Hàng gì đâm dữ. Con đó đâm đó. Con nó nằm trên. Nuôi 2 tháng ăn được rồi, được rồi. À. Đã thiệt. Đù, ngon, hàng hiếm nha. Quá đã. Cô Lý bạn ơi. Thấy em rồi đó. Đâm ghê. Này hồi về lấy cám gãi xuống. Gãi xuống vào sao cho tối trời chạy thì chúng nữa, nước đang lớn vô. Lội xích ra ngoài tí. Bến đã công nhận chiến đấu thiệt chứ. Trời ơi. Bại rồi. Tránh cho vừa gặp cho vừa. Kệ. Mấy cái méo méo gì đó. Chất lượng. Méo méo cá bự. Trong đây không có tôm gì méo cá bự đi. Sông này mà dính tôm là lịch sử luôn á. Ra được không tới nửa chài nữa. Tới luôn rồi. Có nó cũng chui. Hên xui biết được chạy qua kia lọt vô bọc dướng đó. Dướng kỳ. Mấy lần trước chạy con phi con chà bá nó cũng vậy không. Rồi. Kéo lên cá bành kia cười đau bụng nè. Rồi dướng đủ thứ luôn. Cái cầu cái khuya cây đinh lú lên. Đầu đinh lừ. Lú lên cá bành kia cười đau bụng nè. Chống lỏng. Có nó cũng chui hết.
Chứ này không được luffy nhỏ luôn rồi. Kệ, còn hai cá chép đẹp ghê bạn. Cá chép này đã nè, bụng trong bóc này. Chép quăng lúa nữa. Đâu, cắm đi. Lúa quất lúa kệ, nó ăn lúa chùm luôn á. Công nhận không có răng mà. Nó biết thì đẹp ghê không? Ngon ngon ngon. Dướng cái gì, dướng cái gì? Dướng cái bần. Ra gần nhà có cái sông thì cũng dễ kiếm ăn mà. Lúc trước thì không câu, quăng ngày cũng kiếm được dại dảnh, bữa nào chúng chúng cũng được mớ nhiều nhiều, chục con. Lúc này có chài thì chỉ mà chài cho lẹ, khỏi canh cừng. Dọn hai ba bến gần nhà vậy là cái lúa hay là thức ăn thừa các bạn đó, hay là thức ăn gà này cũng rỉa. Nước lớn vô thảy xuống năm. Giải về giải hay giải cái là hay. Đủ ăn bữa cơm nhà. Khỏi tốn đồ ăn. Dễ kiếm ăn. Bên chiến đấu bên này hết chiến đấu rồi. Chưa biết. Dở lên nhảy cái đùng nè. Đen xì vậy. Có hai con cái gì á. Ồ, dảnh bự luôn, dảnh chập bá luôn. Có. Xịn. Được. Dảnh bự này. Im chứ. Bự nhất nãy giờ luôn đó, dảnh đó đó. Trắng phiếu. Con gì là thấy im rồi nè. Phải gu. Thao cám nè, mới ghé nhà lấy thao cám là thấy hồi chơi nữa. Vô mày. Bốn con bằng nãy rồi đó. Dạo này gắn hơn nãy coi. Tính ra là hơn rồi. Mà tại bị sảy. Còn khoát nữa. Chài này giờ lưới nó chài hết trơn rồi. Cứng hết trơn rồi. Phạt cuối, phạt cuối. Phạt cuối bên mới. Ụt hả mày? Ụt hả mày? Đâm bực 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 gô hết trơn ha. Sướng liền, kéo đã tay. Có, lần nào chạy bên này cũng bị dướng cái đó chân vậy. Gì? Đâm hả? Chưa. Chỗ này im hết, biết im luôn, rộng rãi thoáng mát. Nước sâu nữa, ngay búng nè. Không có là dở lắm. Tim lên bựng bựng. Có trắng trắng không? Khui. Có. Ý. Có lý. Cô lý hai bà con hay phái phái rồi đó. Lấy cái xù lại mà. Ngon cô lý. Chơi mồi lại luôn bạn ơi. Thấy là tủm. Bắt cá phải cho anh ăn lại chứ. Hồi ơi dính con còng luôn, ghê thiệt. Này cũng tính con nha, đơn vị là con nha. Con còng lông đàng hoàng nè. Mở đâu xung vô trời. Dưới nước mà. Biết thì chứ con này nó bị con gì cắn đó, gãy cạn trơn rồi. Rồi cái rảnh này cái ăn cái bụng luôn nè. Con nào như con lấy à. Bụng trong bóc luôn, nãy giờ hơi lâu nhưng nó ăn dữ. Hết biết cái rảnh. Mùa này cá ngon mà, gì cùi trắng tư. Ba con, chài này ba con. Tính luôn con còng. Tiếu thiệt chứ. Này bị cá thì lôi ra nó cắn sức ngoe chứ nè. Cứu ra đi chứ nó hại lắm à.
lọt cái ngoe vô cái nè, dướng gì chui ra nè mày. Dạ, cái chài mà dướng lại cái thích chào mau đi đi mày. Ngon, chài này dạo này được đầy sáu con hả? Sáu con, còn cộng là bảy con, sẵn con cũng êm. Ngon ngon, bốn bến mà được nhiêu cá đây bạn, thi vô địch thiên hạ luôn nè, thấy không? Đã không, quá đã luôn. Nước bên này cá vô sông hàng chép cái mấy cái dảnh, hồi nãy thì cá gu khuy ngàn đô dảnh, sướng sướng sướng. Thấy chưa, cá chép nè. Chạy vậy là dở rồi. Đúng rồi, chạy vậy là dở rồi. Chạy mười mấy bến đi năm người có bốn con mới hay. Cá không? Cá dảnh nè. Chạy mà có cá là dở, còn đi chạy chưa nè. Đúng rồi. Đúng rồi, chị hai lúc nào cũng hay, dân đi là chất quất à. Hai dạo tám bến bao nhiêu cá sướng mà. Mày thả nuôi luôn. Sướng sướng không? Đó, giờ giao cho bà ngoại đi. Coi tình hình hồi chiến nữa mới thấy mồi nè. Hy vọng vào sau cá nhiều nha. Tiếp tục bạn ơi. Làm dạo nước tối tối thử coi sao. Có không nhỉ? Không. Biết đâu được. Tối nó đi ngủ hết rồi không biết. Ôi, nằm cậu ơi. Ui, tối không thấy đường gấp mồi. Rồi. Ê, ê, ê. Có cá. Có. Ở cái dảnh nhỏ xíu mà vậy thì ghê vậy nội. Ê, trong đó con được à? Hai con lận. Được. Chết chứ, có chứ, vậy bạch bạch. Cái đó nó dướng như đó có gá nó cũng chui hết rồi. Nằm hỏng cao lên luôn. Còn số hai con. Ngon. Bến này chiều giờ chạy chỗ nào không có con. Có cá vậy. Không không, nuốt rồi. Bến này chiều giờ được mấy con cua phi nhỏ. Ta chạy hai chạy toàn thất bại thôi. Làm sao mà nhiều hơn cái dạo nãy là ngon nè. Chắc không nổi rồi. Thu được hai con chứ hên xui biết đâu được. Hai quá nắng thời quốc chạy một lần qua mặt cái ít. Đen thùi. Không thấy trắng trắng như trơn à, không có luôn rồi. Dở lên mà không thấy trắng trắng dưới là không có luôn. Bánh thứ ba, bến này im ru đi. Dở lên lập cái hì. Có sộn là lúc quăng xuống nhóm chớp dây là bực liền rồi. Ê gì vậy, gì gồ gồ vậy? Còn còn cái dảnh hai con hay gì á, bụm bụm còn hai con hay gì á. Đâu rồi, ủa đâu rồi? Cá dảnh gỗ gàng mà trắng phiếu bằng mắt nó lồn, thế là nó lọt luôn rồi. Luôn rồi, nút bọc luôn. Chắc nó nằm ngoài cho nó rớt luôn rồi. Nó nhỏ à? Nhỏ à, lại đi. Bánh cuối cùng. Hy vọng bánh cuối cùng. Phát cuối cùng sủa gì cũng biết nè, kêu bô ly là hiếp dâm nè. Hy vọng vào phát cuối cùng.
Trời, không thấy hiện tượng gì chứ gì. Ê ê chứ. Y y đồ. Nãy dính hai cái rãnh bự cái còng cũng im gu. Chứ này kéo lại dính còng nó lịch sử luôn nè. Rồi, ê, có gì đó. Phải không? Đen thùi lùi, không có màu nào khác chơi. Thứ màu mà nó là cái bần mực chín luôn á. Chua luôn. Ngon lành luôn. Ừ, cái bần thúi rồi, lên nước rồi. Rồi kết thúc chương trình luôn. Rồi dạo này được có hai rảnh nè bạn ơi. Thất bại. Thua hai dạo chiều rồi. Tối nó ngủ gì. Kết thúc chương trình luôn bạn ơi. Nhờ vô làm ly cà phê cho Thơm Gâu, hai cha con đi thăm gặp chuột. Bạn chờ xem clip sau thăm bẫy chuột nha. Chào bạn nha.